Đêm đó má thấy có cái hiện tượng là hơi nặng. Một mình má trực, má nuôi 2 tháng à, trong bệnh viện và về nhà. Thì cái đêm đó má cứ nói bà ráng tới sáng này, có mình má bên bà có cái gì má trở tay không thì bà nằm nhà nha. Và có thằng con ra ngồi trực đây, nó ở trong nhà trong kia. Má chạy là thằng em. Mà nó thì không xài, không dùng cái máy móc gì, người ta ra không có liên lạc được. Má chạy ra đó chút xíu à, báo cho nó cái tin là ba bị nặng. Con vừa tới cửa nhà nó thì ở nhà nó bảo má ơi ba đi rồi. Trời ơi.